Ôi, mở nhỉ, đừng có xem ngoại cam đâu. Ai có cái nào có bác à, chú mắng đấy. Anh sai rồi với em à, sao à, thấy chưa, xinh gái này mà nhỉ, khóc nhỉ nhỉ. Như nào, đừng hờn, đừng dỗi nữa con ơi. Mày mà cũng nữa là bố mày điên đấy con à. Hello anh em, chào anh Nguyễn nhá, bình cao nhá, đấy chìm nó có kêu nhá, còn nhìn nghe chưa. Bây giờ con sai con xuống dưới kia con gì mẹ nhá, con mẹ bê đồ à, sợ. Ok trường AK nhá, Nguy Bùi Long Nguyễn rất giỏi. Hải Dương chào đồ gỗ, chào anh em Hải Dương. Ok xin chào 3 400 anh em, con chào các chú chưa, các bác chưa, con Con chào. Đúng rồi, có chú làm sao con lại khóc. Thôi được rồi, hoàn cảnh. Dịch thế này đá ngựa cũng tăng giá anh ạ, lên hết ngựa giá cả là lên lắm rồi chứ, khả ăn quả kèo cay rồi chứ. Rồi nhá, con ra kia xem con chim làm sao ấy nhá, kiểm tra tình hình con chim để bố hút mùi thuốc nào xong nó có đi vào đúng không nhá. Ok đi ra kiểm tra tình hình chim chim vò không thích đi à. Anh ơi phải... nói chung là thôi kết quả kèo gọi là phân tôm ấy mà ra thì không biết là mình cũng cao hứng lên thì mình cũng gọi là chỉ dạy bảo hai cái thằng gọi là đầu đất mặt nó kiểu gọi bị thiểu lăng nhá, tức là dạy cái thằng mặt thiểu lăng ấy một tí, thế nhưng mà cuối cùng là không biết là cái thằng em ở Bắc Giang ấy, nó lại cứ nhận là nó lại cứ bảo là sao anh lại chửi em, thế là con vợ cóng rồi chưa, con vợ đi mẹ trong vòng gọi là chưa đầy 24 tiếng lên lên 5 clip 7 cái status cóng như thế đấy thì thôi nhá, chứ còn thôi anh sai rồi à, anh cai rồi nhá, anh chính thức này anh xin thua nhá, đừng cóng. Con người ta nếu như bình thường ấy không phải mình ấy thì mình không cần phải vơ vào, và ý là mình mà đúng ấy sao mà mình cần phải trình bày nhiều diễn giải nhiều làm gì, hiểu chưa, người ta chỉ có ngồi yên thôi, bình tĩnh thôi, một ngày người ta chỉ là ra một cái video để mà kiếm tiền ở trên YouTube thôi đúng không ạ, ví dụ như bình thường này, mà vẫn ra một video một ngày, công việc của mày liên quan đến kia, hay là bây giờ tự dưng là nhờ có anh nhảy vào phát thì bắt đầu là mày mới 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 có cái để mày nói, nên một ngày mày phải ra gấp ra đến 5 cái video cơ, 7 cái status cơ, đấy là dấu hiệu của cóng của dép, hiểu chưa. Bây giờ thôi đấy, đấy là anh cai rồi nhá, anh cai rồi à, đâu anh sai rồi, trước mặt con gái đừng chỉ bậy nhỉ nhỉ. Cho phu nhân lên cái gọi bây giờ rồi, giờ phu nhân này nên các phu nhân khác nó tị nhỉ, nên là không dám, nó là như thế không nhở. Đầu gỗ chào dân chơi cả à, huy mộ công tử ra để ngang máy là mới nhìn được anh khóc ơi à? Nhìn nào lủng mẹ luôn, anh em tổ chức Ấn Độ quả lai cái đấy 500 anh em rồi. Còn hát bài gì à, bố ơi đừng nghiện nữa cái gì nữa con không biết ra nào. Nhà mình còn gì đâu, có cái tivi màu bụng nó đi cầm bố xấu mà con gái xinh đấy ấy ta, anh trông cái này thôi thì trước thời kỳ thanh niên là cũng à, nếu để nói là cũng khét đẹp đấy. Huấn vừa đấy nhắn tin với đang đang nói chuyện với em Huấn tí, Huấn sức khỏe thì ngày ổn định nhá. Đấy đợt vừa rồi là nó uống thuốc cảm, thế là về về sau là đây con ngồi đây bố nào, ngồi đây để bố hút một thuốc nào nhá. Đây con ngồi một ra chỗ ghế massage đây, bình đây để bố hút một thuốc nào xong ạ.
chung là thôi thì tức là anh cai rồi, xin thua mấy quả kèo trẻ con này không người, đến khi là dây rồi mấy trẻ con này nó giả người ấy nhá. Giờ không làm doanh nhân đi ngồi mà nói phép. Ôi thôi, doanh nhân để làm cái gì, doanh nhân bây giờ đến củi 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 tươi còn cho vào nò kìa. Ok 500 anh em nhá, 500 anh em nếu mà thích anh em ngồi ăn tụng nói phép tí nữa thì thử anh em thường thường tín thì ok rồi. Thì anh em bổ à, anh em ấn độ nút nút này ấy kìa, nếu không thì thôi. Chú ơi lâu không học cô Thuy nhớ cô quá. À nào, à, thế là mày trước là học sinh của anh à? Thế là đời mày là tan nát rồi, mày giờ mày hâm mộ của anh nữa thì coi như xong rồi, sắp đôi rồi em ơi. Anh có biết Lê Bảo không? Không không không, thôi thôi. Kéo em với à? Kéo tài xỉu thì là chiều vào túi nhá. Sáng ra thì là các cái dân dân chơi còn phải đi chạy chạy đi xoay tiền á. Cứ như nổi tiếng lắm. Thế ai có ai bảo là nổi tiếng đâu? Mà thôi đi, chấp gì trẻ trâu à? Nguyễn Đại Nghĩa không có gái à? Kéo B9 kia 5 triệu chỉ cơ. Á xài, con đợt của con có mũ rồi. Đây con mũ đâu, con mũ đây. Ai nhỉ, con đội mũ xinh gái nhỉ. Xài. Thấy chưa? Sao qua đây. Đây mới là đại 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 ca của tiếng Bim này, đây là đại đại ca uy tín nhất này. Cứ cười đó con nhỉ, con cứ tập nhìn mặt trời mà cười thôi. Con thích làm con trai hay là thích làm con gái? Con thích làm con trai của bố à? Con thích làm con trai, thế thì sau này là tương lai là bố có sẽ cặp lồng không? À chị Đan ăn hai bát cơm chưa? Con ăn rồi ạ à, chứ không phải rồi ạ à, nhớ chưa? Thế thì dẫn em xuống ăn thêm ăn bát cơm nhá. Thỏa. Nghe lời chị chưa? Rồi, đứng dậy, ra kia chị cho ăn cơm nhanh. Nhanh lên. Thôi được rồi, hai chị em đi ăn cơm đi, không khóc. Con không thích ăn cơm á? Chỉ có bọn đập đá không thích ăn cơm thôi, con hiểu không? Con phải ăn cơm, nhớ chưa? Ừ. Cho nó lớn, lớn nhanh lên kiếm tiền với bố. Bây giờ ngủ á. À, mẹ 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 đổ cơm á. Vẫn còn bát nữa, bố phần con một bát mà nhá. Nghe, chị dẫn xuống. Không nói nhiều, chị dẫn xuống ăn cơm. Anh Tiến đẻ mấy đứa rồi, anh được hai cháu. Từ mai quay sổ số. Ừ, từ mai không quay sổ số à? Thôi, fan tôm với fan tép làm cái gì? Anh sai rồi, anh cai rồi, anh chốt dại dẫm vào đuôi các em rồi. May mà đợt này nó cũng anh không biết là đã tiêm phòng chưa. Có trong vòng gọi là 23 tiếng thôi mà sao này cái vịt đó đúng là dây bọn trẻ con thật, nó làm 5 cái clip. Bình thường thì ngày nó chỉ có một cái clip thôi, hay là nó tài cán không có, đâm ra là chủ đề cũng không có, nên là chỉ có gọi là mỗi cái chủ đề gọi là được gọi là mấy cái thành phần như là úi rồi động chạm vào cái là quay ra là ẳng ngay đấy. Vậy thì dấu hiệu của cái việc mà lên nhiều clip và ra nhiều clip, lên nhiều status, đấy là dấu hiệu của việc cóng, nhớ chưa? Người lớn người ta bảo như vậy đấy nhá. Còn cái thành phần là cái gì, ia cờ tiếp kve ở để tí nữa thử 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 xem có ông nào có số điện thoại của đầu gấu tiếp không nhỉ.
bố mẹ dí bà mới cai nghiện sạch đất, bây giờ chạy tiếp mới cà về nhà mới lại cả. Anh Tuyền hôm qua chửi anh kìa, ôi giời ơi. Giờ nó nhiều thằng nó chửi anh lắm. Cú Thi dạo này còn đi dạy không, mất dạy rồi à? Khỏe không à? Khỏe thì vẫn cũng khỏe. Vậy à, từ ngày bắt gọi là chơi quả 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 keo là phải 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 có cái này vào biên chế nhé, cút cụ mà đi thì mẹ à, học hành 20 học học 10 12 năm xong rồi là học thêm 4 năm học nữa là 16 năm học mà lại còn phải có cái này nữa mới được vào biên chế, mới được nhận lương nữa. Ôi một cái xã hội loài người này. Ôi mấy cái thằng đi mẹ à, mày xếp tổng mày xếp to ở trên nữa nhá, bố mày con không nghiện ạ. Cái gọi là tệ nạn, những cái đấy đấy mà những cái khốn à, đúng rồi, chính thức tuyên bố là thôi anh em thông cảm, nhưng mà dây vào mấy cái bọn chẩu 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 tre này thì thôi xin dừng nhá. Mình chốt nói mấy cái thằng ớt nhưng mà gặp ngay mấy quả quả kèo nó cũng vớ được ngay nhá. Còn à, anh tiếp cave thì thôi em nhìn cái mái tóc với cái gia cảnh nhà anh như thế đấy mà anh à, thì tốt nhất anh cứ hoàn thiện cái bản thân mình đi nhá. Hoặc là nếu như mà anh đã chốt gọi sai trái rồi thì anh nên anh nói những cái gì anh sai trái đấy để cho xã hội này nó thay đổi, để cho cái thế hệ đi sau nó còn nhìn thấy cái tấm nếp tấm gương để mà nó còn tránh 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 xa, chứ không phải là cứ là cậy mình là đã là một cái gọi là con tinh trùng khuyết tật rồi, đã là một cái được gọi là gì, là mất đi cái không đúng là một con người rồi, thì mình lại lại vịn vào cái đấy để mà mình lại làm cho cái xã hội nó nhầy nhụa lên, nó bắt đầu là nó ôi á ra thì người đời người ta khinh nhá, chứ còn người đời người ta không 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 gì đâu. Người không ra người, ngợm không ra ngợm, mẹ à mình. Ôi anh em cứ ở nhà dịch 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 dã giặc giã tung hoành đấng đế kinh, vô tôi nó nắng xiết bao tình, mong mưa chăn chứa nòng dân vọng, trừ bạo tưng bừng đạo nghĩa binh, bốn bề vui theo người đạo đức khắp nơi, lại thấy cảnh thanh bình. Anh cho em một đít bắt taxi về quê. Úi giời ơi, hoàn cảnh thế vậy đi, nhìn giống thầy Phạm Thành Long. À Phạm Thành Long là anh Phạm Thành Long ấy, là trước là anh ấy là luật sư, đúng rồi, là người đi tiên phong trong cái diễn giả, trong cái ngành diễn giả ở Việt Nam mình ấy, anh Phạm Thành Long. Anh khắc diễn lúc đang lên cơn đi, vùng đất gió office. Em muốn xem hình ảnh lúc anh đang lên cơn thì bảo bà già em trong điện thoại còn clip ấy, khi mà anh bà già em ra nhà nghỉ ấy nhá. Có anh cũng đi làm diễn giả được đấy. Ơ đợt bên sinh gặp đợt bên sinh anh Long, anh học ở bên đấy thì mình
anh em cũng gặp nhau ở đấy mà, nói chung là cùng cái nước với ra, nhưng mà mình mẹ chót chơi, chót chơi vào cái con đường này rồi thì đã chót, gọi là ham mê những cái nàng tiên nâu rồi, là ham mê những cái gọi là ma túy dạng dạng khoái rồi thì cuộc đời nó đi về đâu đâu. Nhân chi sơ tính bản thiện, sinh ra là ai cũng là tờ giấy trắng. Thế nhưng mà khi mà cái lực, cái bản lĩnh con người nó, mình không tự làm chủ bản thân mình được thì sa ngã vào những cái cuộc chơi cuộc vui thì lại lại đi theo cái con đường khác. Nhưng đợt bên sinh anh học marketing anh, anh ở bên đấy có chứng chỉ bên đấy. Anh chơi tài xỉu bên sang nào? Anh có chơi gì nhiều mấy anh em gì thôi. Anh Tiến sợ tiếp KV không? Anh sợ chứ. Bây giờ mình đang gọi là đường đường chính chính là một người cha của hai đứa con, là một người chồng của một người vợ, này là một trụ cột của gia đình như này. Bây giờ mình đi đấu đầu với một thành phần gọi là mang tên là gì? Là không có cái gì để mất, thì lúc đấy là sao mà mình chả sợ. Cái sợ ở đây là cái sợ là người ta không thèm chấp, người ta không muốn dây dưa, người ta không muốn gọi là dặm phải cứt nhá. Chứ còn không phải là sợ là về mặt bản lĩnh này, này kia, thì mà về mặt bản lĩnh anh cũng sợ. Mình không tôn trọng mình thì làm sao người khác tôn trọng mình được, nhân bất vị kỷ thì trời tru đất diệt cơ mà. Mẹ mày, cái con người mình đang đường đường chính chính như thế này, đang mẹ mày bây giờ đi đi lại đi dây dưa, lại đi đánh nhau với mấy cái thành phần gọi là ối ôi đấy thôi. Cháu sợ. Nghiện nước ngọt à? Nghiện nước ngọt là dấu hiệu của đắng cay. Bình luận đôi lời về việc học đại học ngành quản trị kinh doanh đi anh. Cái thống kê của Forbes 2017 2018 thì quản trị kinh doanh là một trong các cái ngành mà có cái yêu cầu về nhân sự nó khá là mới, ý là cái mức độ yêu cầu về ngành về về nhân sự trong ngành đấy là lớn. Và dần dần thì ở khu vực Đông Nam Á này thì là cái việc mà thành lập các công ty tổ chức săn đầu người, tức là các cái vị trí cốt cán ấy trong cái ngành quản trị kinh doanh ấy thì là có. Thế nhưng mà đấy nó là gì, đấy là cái xu xu hướng chung và xu thế thôi. Chứ còn về cơ bản thì Việt Nam mình cái đào tạo về cái ngành quản trị kinh doanh này thì là nó không không thể gọi là được. Nếu mà những cái con người và những cái nhân nhân tố trong ngành quản trị kinh doanh ấy thì đa phần là thuê các chuyên gia từ nước ngoài. Chứ Việt Nam mình đến các thầy dạy thì cũng chưa hề có một cái điều gì được gọi là, bởi vì là bản chất công cũng chỉ là nhập khẩu về kinh tế thôi chứ có phải là gì đâu. Nộ thì chỉ đi à, còn học thì cứ học thôi em ơi, chứ còn ra làm thì đèo mẹ lương 6-7 triệu mà. Kéo kèo 1 tỷ lên 2 tỷ không anh Tiến. Những cái người mà có bản lĩnh, những người mà có bản lĩnh mà dám nạp 1 tỷ vào game ấy thì người ta không ngồi ở trên trên mạng xã hội như này, người ta không comment những cái như vậy em ạ nhé. Sao Huấn nó bị bắt 2-3 lần về tội sử dụng ma túy mà nó lại về nhanh thế anh? Khi mà cái ruộng nhà mình ấy, cái ruộng mà ruộng ở trên cao ấy, em hiểu không? Tức là cái ruộng ở trên cao đấy, mà nó là ruộng ruộng cạn đấy, mà đặc biệt là cái mùa hanh khô ấy, thì nó có những cái vết nứt ở ruộng ấy, nó có những vết nứt, nó gọi là vết dạn chân 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 chim ấy. Thì luật pháp cũng vậy, cái gì cũng kẽ hở. Và chúng ta có biết là gì, vận dụng, tận dụng hoặc là lợi dụng cái kẽ hở đấy hay không để mà ứng dụng trong cuộc sống hay không thôi. Chứ còn ở bất kể một cái môi trường, ở một cái thể chế, ở một cuộc sống nào nó đều có những cái cả.
Còn tất nhiên là gì, Huấn nó ngồi ở nhà nó phải là hoàn toàn hợp pháp chứ không hề có cái việc là thế này thế kia được cả nhá. Ông chỉ cho tôi vài đường cơ bản về bộ môn tài xỉu đi. Tài xỉu ấy, nếu như mà tôi mà đánh của tôi cũng thua bỏ mẹ ai, không phải là tôi tài giỏi gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì là tiền của mình ấy, thì cái tâm lý trong cái việc sử dụng đồng tiền đấy nó khác hoàn toàn. Cờ bạc chiều tay người mới chuẩn, bởi vì cái người mới chơi ấy, người ta coi cái đồng tiền đấy ấy, nó không phải là đồng tiền là một. Cái thứ hai, cái người mới chơi cờ bạc ấy thì người ta chưa dính vào cái nợ lần, chưa dính vào những cái nó gọi là cắm mảnh xanh vào đít, nên là tâm lý nó còn thoải mái. Chứ còn địt mẹ mày chơi nhiều cái biết nợ biết vay biết cắm cái là tâm lý nặng ngay là tạch nhá. 1.000 anh em nếu như mà cảm thấy rằng là cái điều tôi nói là đúng thì anh em tổ chức Ấn Độ của Nai ấy nhỉ, là cũng 400 Nai Nghĩa. À, anh giờ sống ở Hải Phòng hay Hà Nội? Anh sống ở Hà Nội em ơi. Tình yêu Mai Thúy thì nó dài tập lắm, các con vợ lú lắm, dắt díu nhau có vẻ tình thân tình thương mến thương lắm. Anh nói hay, không phải là nói hay mà đây là những cái kinh nghiệm mà mình đã từng trải qua rồi, và mình đã từng thua rồi, và mình đã từng gọi là đánh mất rồi, nên là nó là cái bài học mà để cho cái những con người nào ấy, cho dù là trẻ hơn mình hoặc là già hơn mình, sẽ tránh bị mắc phải. Anh có lịch live cụ thể không? Buổi tối em ơi, từ 9 giờ đến 11 giờ nếu như anh không tập đá. Còn nếu như hôm nào mà chất chơi rất vui rồi thì trong trường nó không dạy bài này anh ạ. À, cái trường đại học lớn nhất đấy nó là cái trường đời. Đấy là cái giảng đường đại học lớn nhất. Rất thích phong cách. Khi nào ông anh, khi nào xuống Hải Phòng mong được gặp ông anh làm vài cốc bia. Ok, clip hot 24. Ở Hà Nội đấy, sao phải xuống Hải Phòng gì? Si bù giờ giải thiểu trang nào uy tín nhất? Nói chung là cái trang uy tín nhất đây là trang OBG, tức là trang ông bà già. Mà gia tài ấy, thì là bà già được ăn ấy, mà gia xỉu là ông già được ăn thì là trang uy tín nhất. Chứ còn chả có cái trang nào là cái trang gọi là uy tín đây cả. Nè vãi là không có một Disney. Thực ra thì 1.000 anh em đây thì là 1.000 anh em gần như là những người người ta biết từ ngày 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 xưa rồi, nên là mà tính mình cũng cũng không cần phải a còng hay là đông vui làm gì, ít nhưng mà nó chất lượng nhá. Cứ nay chim cứ có tầm 1.000 anh em, không một cái lời gọi là bậy bạ này kia, thì đấy là một cái môi trường của cộng đồng là toàn những người người ta hướng thiện, chứ còn không phải là cái môi trường người ta gọi là thích xem những cái xàm xí hay là thích xem những cái gọi là vớ vẩn. 500 anh em Sydney Úc chào đầu gấu. Ok, xin chào 500 con dân Việt Nam đang gọi là tha hương cầu thực ở đất Sydney Úc. Trường đời dạy cái gì thế chú Tiến ơi? Nhiều cách vượt đường nửa Posi để mà vào được VLXX này, đấy là về công nghệ thông tin. Rồi là về nhiều lắm, nói chung là nó nhiều lắm. Vậy chuyên ngành về toán học cái thì là cách 63 mà lại ra một này, đấy là về chăm sóc thống kê đấy. Ừ, toán học ấy cao cấp ở ngoài đấy, chứ không phải là bữa chân. Em thử nói xong lĩnh vực khác xem có kiến thức nhưng hơi bó trong một lĩnh vực. Lĩnh vực gì đấy anh?
không nghe KVA kể chuyện và đéo nghe nghiện trình bày. Thế là sao em lại đến mẹ em nói mà em không nghe, mà đến bố em nói em cũng không nghe, như vậy là không được rồi em nhá. Thằng đấy là thằng không nghe lời bố mẹ đấy. À, mày không nghe nghiện, à, không nghe KVA kể chuyện, không nghe nghiện trình bày à? Thế này mày phải nghe lời bố mẹ mày đi chứ. Em có câu hỏi là hồi còn trẻ anh bị bế đến lần nào chưa? Chưa bao giờ, chưa bao giờ, từ ngày anh sống đến bây giờ nhé, chưa gọi là các động người anh được. Mình cứ đúng luật mình làm thôi. Các cái đồng chí công an ấy mà, thì các đồng chí cũng chỉ gọi là gì, là nô bộc cho dân, là con hầu người ở của dân thôi. Các đồng chí là gì, là ngày thì là duy trì trật tự xã hội, đêm thì là trông cho miếng cơm, trông miếng cơm giấc ngủ cho người dân mình mà. Chứ còn mình mà cứ đúng luật thì chả ai người ta ta bế biết cả, người ta chỉ giúp đỡ mình thôi đấy. Người ta tạo, các đồng chí công an luôn luôn là gì, là tạo điều kiện hết mức trong cái phạm vi, trong khuôn khổ của luật pháp cho phép, để giúp người dân cũng như là cộng đồng cũng như xã hội có một cái nền kinh tế, có một cái xã hội nó phát triển. Chứ còn ông mà cứ, cứ cứ phạm pháp mà cứ cứ sai thì bố mẹ không dạy được thì là ra ngoài đời người ta dạy thôi, có cái gì đâu. Bé thì ở nhà, già thì là ra xã hội. Mua tiền gam của đại lý nào uy tín? Thực ra thì nếu như nói một cách nó hơi gọi là mặt trái một chút, thì cái bọn đại lý bán các cái tiền ảo ấy nó tồn tại được ấy, bởi vì là cái lợi nhuận của nó rất là lớn, nên là nó không dại gì, kể cả là 1 tỷ nó cũng không lệch lạc gì với các bạn cả. Thế nhưng cái trường hợp xấu khi mà game có vấn đề, ví dụ như game bị sập, hay là khi mà bây giờ các cái cuộc cạnh tranh về về cái thương mại điện tử này, hay nó khác là về cái việc cờ bạc online này nó rất là lớn, cái việc mà những cái người có đầu óc người ta dành thời gian để nghiên cứu cũng như là đánh sập một cái game nới như đợt dịch ấy, là 3 lần bị đánh ấy. Thì chẳng may game có sập thì là bạn cũng sập thế thôi, bởi vì là bạn biết đại lý là thằng nào đâu. Với tôi thì tôi có những cái đại đại lý là tôi biết rõ cả họ nhà nó rồi, nên là tôi không không ngại. Còn cái việc mà bỏ bỏ tiền tiền thịt này, tiền có giá trị này mua tiền ảo game ấy, thì là đấy là phạm pháp ấy. Ông bỏ tiền, Phan Tép nó thách anh về nhà nó kìa. Ok Đỗ Hoàng Minh Vũ nhá. Thế thì em bảo với nó là anh Tiến ấy, anh có dỗi dãi thì anh chật khớp cho anh ngửi, hiểu chưa? Chứ còn hơn là phải đi 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 đi, hoặc là nếu như mà có thời gian đi đi chơi đi du ngoạn ấy, thì anh đi thăm thú các cái danh lam thắng cảnh. Chứ còn đi về nhà mấy cái thành phần gọi là mặt thì là trông là như kiểu địt mẹ, à, mấy cái này nó nằm ngang thế vậy thì thôi, hiểu chưa? Mấy à, bây giờ xã hội bây giờ này, cứ cà đi đánh nhau, với cứ cà là gạ về đây ấy, thế tài nhỉ? Sao bây giờ cái nước trẻ bây giờ sao nó lại như thế nhỉ? Em lớn rồi không đi làm ăn một chỗ, cứ ngồi một chỗ rồi cà là khác, về đây về kia. À, mới 23 cái tuổi đời mà thích làm màu, thể hiện anh đây với ông đây à? Trình độ văn hóa lý luận chưa có, trong cái đó là trải nghiệm về cuộc sống cũng chưa hay. Thế nhưng mà lại lại cứ thích thể hiện là anh bắt đầu sự nghiệp nghiện từ khi nào thế? À đúng, câu đúng, câu đúng. Nói chung là nghiện thì mỗi người một lý do, nhưng mà tựu chung lại thì nó đều có một cái lý do. Thứ nhất, lý do lớn nhất là thiếu sự bản lĩnh, mù làm tinh ăn lười. Đấy là tự chung lại là đều có một lý do chung là như vậy. Chứ còn ông thì hôm đấy là em say thì ông rồi là bạn bè nó lại là rủ rê, ông thì em có biết cái gì đâu, thì em thấy chúng nó hút thì em cũng hút thử xem nó như thế nào. Thế xong dần dần rồi nó thành là quen. Ông thì lại bảo là hôm đấy là do thất tình nên là em chán đời nên là em mới hút. Lần đầu là do thằng này thằng kia nó rủ rê, nó gạ gẫm này kia, nó phép. Ma túy lần đầu chơi không ai nghiện được, địt mẹ mà chơi đến lần 5 lần không nghiện được. Nghiện khi và chỉ khi bản lĩnh không có để mà bỏ thì người ta gọi là nghiện nhé.
có đầy người chơi đến hàng chục lần này, bình thường ấy, nhưng mà người ta không thích chơi nữa, người ta có cái bản lĩnh người ta là không thích nữa, người ta bỏ, không có gì đâu mà đáng nghĩa đâu mà bỏ. Em thấy người làm ăn ca sĩ thường đập đá, suy nghĩ làm việc sáng tác đúng không anh? Cái địt mẹ đấy là ngụy biện, toàn cái bọn gọi là mù làm tinh ăn sướng ca vô loài, cậy mình có một cái chút gọi là thượng đế nó ban phát cho một một chút được gọi là cái tố chất, được một chút gọi là năng khiếu, thì cuối cùng là gì, là ngủ quên trên cái đỉnh cao của vinh quang của chiến thắng. Ví dụ như là ông Châu Việt Cường ấy là đang ngủ quên trên cái tài năng của mình, bắt đầu được kiếm được tí tiền, quay ra là cái thói gọi là mù làm tinh ăn, thời gian thì là nhiều, lười sống đêm hôm, nó bắt đầu là rúc vào cái con đường ma túy nghiện ngập, chứ còn làm gì có cái chuyện là chơi đá là nghiện để mà có cái đảo cái ca có cái gọi là hứng hay là có cái sáng tác cái gì. Địt mẹ nghiện là ngu chứ khôn cái gì mà lửa ngầu thế chú. À chơi, mình chơi chơi lửa từ lâu rồi. Tay là cứng mẹ. Là do không đủ bản lĩnh, không làm chủ bản thân đúng không anh? Đúng rồi. Thì nó, cuộc sống nó là gì? Cuộc sống nó là 50% là cơ hội và 50% là cám dỗ. Nếu như ông nào biết tận dụng 50% cơ hội của mình và vượt qua được cái 50% cái cám dỗ kia thì ông ấy là thành công trong cuộc sống. Còn nếu như mà ông nào mà bỏ qua, bỏ quên hoặc là đánh mất đi 50% cơ hội và chìm đắm trong cái 50% của cái cám dỗ của cuộc sống thì ông đấy là gì, là bị chôn vùi thế thôi. Cuộc đời nó như một cái, nó như một phiên tài xỉu luôn. Mà khi mà cuộc đời của mày đẻ ra đã ở vạch đích con ông này cháu bà kia thì có nghĩa là gì, có nghĩa là mày đã nặn ra là 63 rồi, thế nhưng mà cái sự cố gắng của mày nó không có, cái sự hiểu biết của mày nó không có, và cái sự vận động của bản thân của mày nó cũng không có, thì ắt nó ra một nó vẫn cứ là xỉu. Còn với những thằng thì khi mà nó đẻ ra ở cái môi trường nó khó khăn, bố mẹ không có cái gì cả, hoàn cảnh gia đình nó éo le, thì nó đã coi như cuộc đời nặn ra nó là 1-4 rồi. Thế nhưng với cái sự nỗ lực của bản 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 thân mình, với cái sự cố gắng vươn lên, đức năng thì thắng số, thì cái chuyện nặn ra cây 6 ở ở lúc cuối nó vẫn là cái chuyện bình thường, nó vẫn cứ là nà tài thôi. Chung là cuộc đời thì mình cũng chưa đi hết cuộc đời, trừ khi tí chết. Thế nhưng mà theo những cái đấng gọi là làm anh làm chị cha chú người ta nói thì người ta dạy dỗ thì mình cũng nghe. Thằng Phan Tôm bình luận bảo anh bị đánh ở Hà Nội phải trốn về phòng, giờ dàn xếp xong mới lên Hà Nội đúng không anh? Nó nếu nói như vậy thì các đồng chí công an ở Hà Nội, các đồng chí mù, xã hội bây giờ không ai có chuyện là người đánh người, em hiểu không? Bởi vì là gì, bởi vì là cái tầm mắt và cái tầm quan hệ và cái tầm nhìn nhận xã hội của chúng nó chỉ là gì, chỉ là đánh và đấm, tức là kiểu như là con trâu, hội chọi trâu ở trên Phú Thọ này, hay là hội chọi trâu ở dưới Đồ Sơn này đấy, các loài động vật nó đánh đấm nhau ấy, thì nó lúc nào nó chỉ nghĩ là đánh đấm thôi. Thế giới sau cái cuộc chiến tranh lạnh của Mỹ và Nga ấy, thì gần như chiến tranh thứ ba nó không nổ ra rồi, bây giờ nó chiến tranh về mặt kinh tế rồi, em hiểu chưa? Chứ còn bây giờ còn ai đi đánh nhau nữa mà. Nói về tiền ảo mình hứa là sẽ dành riêng một hôm nói về tiền ảo, bởi vì mình cũng sống ở chôn vùi trong cái tiền ảo. Anh ơi em muốn thử đập đá một lần xem nó như thế nào. Thế thì trước khi mà em muốn thử đập đá một lần ấy, thì pha gian à, diệt cỏ đây, em cứ mua trước hai cái nọ diệt diệt mua trước hai nọ diệt diệt cỏ ấy, pha vào với sữa cho kính bố một chai, kính mẹ một chai, rồi em hãy chơi thử một lần nhá. Chứ còn sao mà lại còn bây giờ lại còn chơi quả đi mẹ mình, em muốn thử đập đá. Cuộc đời mình nó đang ở cái mức độ nặn ra quân bốn với quân bốn, à quân bốn với quân ba rồi, thì thôi gọi là đánh ván cờ hòa em ạ, cứ bình bình mà sống,
thì kiểu gì kiểu có đen nhất thì đời nó cũng cho mình ra cái bốn, thì sau này thì là về lúc cuối đời, lúc gọi là cái tuổi mà em có vợ có con rồi, con cái lớn rồi thì nó cũng nhẹ nhàng. Chứ còn bây giờ mà em lại cứ lại thử thích đập đá, mới thử chơi ke, mới thử này thử kia thì đầu có học K50 ạ. Ừ, K50 là trường Đào Ngải, VTT 50 đến 3, thiết kế thân vỏ tàu thủy 50 đến 3. Còn tăng thiết giáp là 32 đến 6, khóa 32. Anh bỏ vợ mấy lần rồi. Mẹ à, bố đã là thằng nghiện rồi xong lại còn cờ bạc. Nghiện ngập cờ bạc rượu chè trai gái mà mày lại của tao bản lĩnh tao bỏ vợ. Nó không bỏ tao thì chớ. Không ai yêu vợ quý con. Mày nói linh tinh. Anh ơi gửi số điện thoại em nói chuyện tí à? Tí ơi. Tối. Em Thiên mới nghiện được 5 hôm, anh nghĩ có nên bỏ không? Đầu gấu cho lời khuyên. À sao? Nó có bỏ kèo em mới nghiện 5 hôm nữa cơ. Nghiện nó là một cái phạm trù triết học. Nghiện là một tính từ thể hiện sự lặp đi lặp lại, sự tái diễn của việc sử dụng ma túy trong một khoảng thời gian dài thì người ta được gọi là nghiện. Nhận định nghĩa về nghiện là như vậy, là cái việc sử dụng ma túy có, là việc sử dụng ma túy có sự tái diễn lặp đi và lặp lại trong một khoảng thời gian dài, chứ không phải là delta t là 5 ngày đâu em nhá. Thế nên là nghiện thì không ai có cái định lượng về nghiện cả, bởi vì là nó ngấm vào lúc nào thì biết lúc đấy thôi, chứ còn thì làm sao có chuyện là em nghiện được 5 hôm rồi thì không có. Khi mà em đã nghĩ được cái việc là bỏ qua cái đấy thì đấy là cái tốt. Còn 5 hôm hay 10 hôm này kia không quan trọng. Kể cả là em đã chót nghiện đến 5 năm rồi, 10 năm rồi rồi, nhưng mà em có cái nghị lực, ý chí em bỏ vẫn bỏ được nhá. Nó tính từ lúc nó chơi đấy anh. À, thế thì em sử dụng ma túy lần đầu tiên đến bây giờ là được 5 hôm thì có nên bỏ hay không, chứ không phải là nghiện là này là kia. Anh ơi sao em chơi đá ngựa quen. Đúng rồi, nếu mà đã chót dính vào cái quả hồng nhá, bạch phiến và hồng phiến. Bạch phiến là thuốc viện ấy, gọi là hàng trắng ấy. Còn hồng phiến ấy, là thường thường bây giờ là dân chơi cho vào với đá chơi, là hồng phiến nó gây nghiện gấp 10 lần bạch phiến. Và đã chơi hồng phiến rồi là như anh là toàn bộ là hệ thống xương cốt là hỏng hết rồi, nó cắn mủ hết. Bây giờ đêm nằm cái tay nằm cứ vung 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 này nhá, nó xương cốt ổ xương này, các cái ổ xương ổ khớp này là cái chất nhờn của trong cái chất chất dịch ở trong các ổ xương ấy là nó gần như không còn. Thế nên đấy là gì, là việc là chắc chỉ thọ tầm khoảng 5 10 năm nữa là thăng thôi. Là tiễn biệt. Thế nên là thôi, đã gọi là chốt anh em biết nhau rồi cái thì tổ chức gọi là gặp nhau được 5 10 năm nữa rồi nhá. Đấy, kêu ôi giời, thì mẹ nó lắm ông ấy cứ bình luận những cái gì giờ bây giờ thì mẹ này. Khánh Gia Cát đã nói những ông thường nói đạo lý thường dương tính ma túy, địt mẹ mày, người ta thờ, người ta thờ cha kính mẹ đức lễ nghĩa trung tín hiếu thì địt mẹ mày, mày không thờ ai hay là vị nào nó có tướng có tá một tí mà đi thờ vị gọi là Khánh thì thôi. Bây giờ mày lại còn đi đi thờ cả 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 chủ tịch Khánh nữa thì cách đi tiền trong casino hay là trong bất cả game tài xỉu ấy, thì nói chung là đấy là mỗi người nó một cái miếng cơm riêng, có mỗi người nó có một cái miếng cơm miếng áo và một công việc của mình. Bạn hỏi như vậy thì cũng rất là khó cho mình nhé.
Ok, cảm ơn nghìn ba anh em nhé. Anh em 40 phút rồi mà anh em không không lên được quá bán like thì mình cũng xin dừng. Bởi vì là nói chuyện mà nó cũng cảm thấy là người người ta cũng không 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 quý mến, hoặc là người ta cũng không không thể hiện cái sự đồng thuận. Ý là thì thôi, mình cũng cũng không còn lý do gì để mà mình có ai định nghĩa được nghiện đâu. Vài khói nơ ngơ phê mấy ngày đó sao. Cuộc đời này ai à, chứng nhận đâu phải chữ ngờ đâu mà cho năm tháng đợi chờ anh cai đấy. Dân chơi có xăm tiếp không, nếu xăm thì xăm mình gì. Ôi thôi mẹ ăn đang người ngợm đang như thế này, bây giờ trông nó như tờ giấy nhát thế này rồi, bây giờ thì xăm cái gì, xăm cái gì cho nó đẹp. Mẹ à, hình xăm có đẹp đến mấy chăng nữa mà cái nhân cách nó xấu ấy, thì cũng chỉ là đi mẹ à, mình thằng đầu gấu lửa mùa chưa. Mà hình xăm mà có xấu đến đâu chăng nữa mà cái nhân cách nó đẹp ấy, thì mẹ à, nó vẫn cứ là các đại ca còn phải xách dép. Chứ còn xăm ấy, chỗ thì bây giờ nó có như ngày xưa đâu. Em nghiện đá đi cai 3 lần rồi mà không bỏ được, giờ phải làm sao anh ơi? Quê em không biết là có công nông không, nếu mà có thì đâm bà đầu vào đấy các bạn. Còn nếu mà em là ở phố ấy, thì kiếm cái quả công tơ lơ nào ấy nó có tải ấy, tức là nó không dám phanh ấy, cái công tơ lơ mà tải trọng nó lớn ấy, mà nó có hàng ở phía sau ấy, mà khi mà phanh phát ấy thì là cái lực gọi là lực 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 xô đấy, lực quán tính ấy, nó vẫn cứ đẩy lên để mà chết mình luôn đấy. Thì em tìm quả công tơ lơ đấy, em nhảy mẹ đầu đấy em ạ nhá, cho nó chắc đấy. Cài phát đấy là anh thấy là uy tín đấy, phát đấy cài là anh bổ là bỏ được nhá. Chứ còn nó nghiện có tí ma túy tổng hợp, có tí đá thôi mà đến địt mẹ với cài đến 3 lần này không bỏ được thì thôi em ạ. Tiếp KPI chửi anh kìa, thế bây giờ nghề của ông tiếp là chửi thuê lấy tiền để mà sống qua ngày rồi, bây giờ anh có nuôi được được nó đâu đúng không? Thế thì thôi, thì bây giờ thì nó phải để nó kiếm sống bằng cái gì đấy là việc của nó ấy nhá. Mình thì thôi, nó chửi cũng được nhưng mà nó cứ chửi thôi. Còn bây giờ thế bây giờ mình đi tìm nó đánh nó hử, thế bây giờ thì nhà mình vị nào nhỉ, vị nào trước làm trước chuyên cầm cống cho Tào Tháo nhỉ, thằng cha nào mà trước là đệ của Tào Tào Tháo chuyên cầm 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 cống cho mới đi lấy đồ cho Tào Tháo, rồi sau là lại 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 cướp ngôi nhỉ, Tư Mã Ý đúng không? Tư Mã Ý cái thời thời điểm mà khi mà Tào Tháo nó đi cai nghiện đấy nhá, thì là Tào Sảng nó mới cầm trịch nhá, thì Tào Sảng nó mới cầm trịch cái khi mà nó đuổi con của Tư Mã Ý, con gái Tư Ý tức là hoàng hậu ấy, rời cung để mà giữ thái tử lệnh chư hầu ấy. Thì con trai của Tư Mã Ý có nói với Tư Mã Ý rằng là phải phang thằng Tào Sảng này nhá, tức là định dí quả 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 kèo cho Tào Sảng này này đi. Thế nhưng mà Tư Mã Ý nó bảo rồi, đá chọi đá để làm gì, một hai cùng sẽ vỡ, mà đi chấp với thằng ngu ấy thì cũng chả để làm gì, như thế vậy là mình cũng sẽ bằng thằng ngu thôi. Đấy là cái câu một trong năm câu nói để đời của Tư Mã Ý nhá. Tức là bây giờ mà mình đi 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 gọi này rồi. Thực ra thì ở đây có 1.300 người thì chỉ có mình em quan tâm đến một cái thành phần, một cái thằng đấy nó đi chửi với thôi, còn 1.299 người người ta có nhắc đến nó đâu em hiểu không? Thế nên là thôi em ạ, em cũng thấy là mình nặng nọng ấy, thì mình cũng nên bỏ những cái câu gọi là như vậy đi. Cái lồn kiểu gì, ui giời, gặp quả keo, quả keo nó hăm cái là biết ngay. À không, cái đấy anh không có biết. Ừ, anh không có cái am hiểu về vấn đề đấy, và cũng không hề có gọi là ý là thường không kinh nghiệm tôi biết làm sao được. Ừ, nhá, không vấn đề. Nếu mà nghiện được cái nờ thì nên nghiện. Cũng được nha. Có con vợ tổ chức ấn nút like cái 1.300 anh em 700 mạng thì thôi, tôi cũng xin lỗi là
Để tối anh em mình nói phép tiếp nhá. Đấy.